Thứ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo Nguyễn Vinh Hiển vừa tuyên bố sẽ triển khai chương trình tiếng Anh 10 năm từ 2018. Theo đó tất cả học sinh bắt đầu từ lớp 3 đều học tiếng Anh với số lượng là 4 tiết một tuần để thực hiện được mục tiêu này bộ giáo dục và đào tạo yêu cầu các sở giáo dục đào tạo tuyển đủ giáo viên dạy tiếng anh ở tiểu học trong định mức là một hoặc hai giáo viên một lớp đối với lớp học một buổi trong ngày và trung bình 3 giáo viên trong hai lớp đối với lớp học hai buổi trong ngày đối với giáo viên được tuyển dụng mới phải được đánh giá năng lực tiếng anh để đảm bảo chất lượng và năng lực tiếng anh đạt chuẩn theo quy định không vì thiếu giáo viên mà tuyển những người không đạt chuẩn